đây là một trong những mùi hương mà mình khá là bất ngờ. Thực ra thì lúc đầu mình bị một cái quan điểm rằng nước hoa của CK thì nó không được tốt cho lắm, tại vì những cái sản phẩm mà mình đã từng thử qua của nhà CK, ví dụ như là CK One, CK B hay là CK One Shop, đều là những cái mùi mà cảm nhận nó không có gì quá đặc biệt, thậm chí rằng độ bám quả còn kém. Nhưng sau khi nhận CK Everyone phiên bản EDP ở đây, mình xịt một thời gian và mình cũng bị một cái ám thị tâm lý rằng mùi nó bình thường quá. Nhưng đây là một trong những mùi mà mình xịt cách đây khoảng tầm 7 ngày liên tiếp thì mình được khen rất rất nhiều, và mình đã phải đặt ra một cái góc nhìn hoàn toàn khác, đó là nếu như là một người bình thường thì mình cần gì. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ em này đến các bạn, và quan trọng nhất, đây cũng sẽ là một mùi mà mình đang tính cho vào list nước hoa mùa hè ở phân khúc giá rẻ dành cho nam năm 2023, và hãy cùng nhau xem em nó thực sự có đáng mua hay không nhá. Đầu tiên thì chúng ta nói về nhà CK. Thực ra thì nước hoa của CK ấy, thì ở thị trường Việt Nam nó không quá đặc biệt. Thậm chí rằng là nhiều bạn còn thấy nước hoa CK rẻ quá, và các bạn bảo là ui, nước hoa này nó có gì hay ho đâu, thôi đầu tư thêm tí tiền mua mấy bản clone của những chai nước hoa nổi tiếng thì nó sẽ hay ho hơn. Nhưng đấy là một cái quan điểm khá là sai lầm, tại vì nếu như mà chúng ta chưa thử những cái mùi hương ở phân khúc giá rẻ, chúng ta chưa có nhiều góc nhìn thì làm sao mà chúng ta có thể so sánh được những cái mùi hương với nhau và để xem mùi hương nào thực sự phù hợp với mình. Chung quy lại, mình chỉ hơn các bạn ở một cái điều rằng mình có cơ hội, mình có may mắn hơn, được tiếp xúc với nhiều nước hoa hơn và được đưa ra góc nhìn trên nhiều khía cạnh so sánh khác nhau. Ở đây thì chúng ta có một nhà nước hoa CK, và mình mong rằng nếu như các bạn xem cái video này, trong đầu các bạn chỉ cần có một suy nghĩ đơn giản rằng đừng so sánh nó với những cái gì CK đã mang lại, từ CK One, CK B hay là một sản phẩm tốt hơn đó là CK One Shop, mà hãy đón nhận nó như một mùi hương mới. Đừng để cái mác là CK ở đây đánh lừa chúng ta về cái chất lượng của mùi hương. Mình cũng không nói rằng là nó quá tốt, nhưng thực sự thì nó là một cái chai khá là ok đó. Đầu tiên thì chúng ta có thể hoàn toàn nhìn thấy đó là CK họ không hề có sự thay đổi quá nhiều về cái phần thiết kế. Ở đây thì chúng ta có một cái đó là CK One. Đây, các bạn nhìn thấy thiết kế vô cùng đơn giản. Và bên này là CK One Shop thì họ có những cái phiên bản khác nhau với những cái màu sắc rất là tươi mới, rất là hay ho và thú vị. Và chúng ta ở phiên bản Everyone EDP thì nó cũng có cái thiết kế chai thủy tinh trong, rất đơn giản thôi. Và cái phần vải ở đây thì các bạn cũng có thể dễ dàng là kéo mạnh thì nó sẽ tuột ra. Và cái vải phần này thì nó làm mình nhớ tới một cái sản phẩm mà đó là đồ lót dành cho nam. Khi mà đã từng có một cái thời điểm đó là những cái sản phẩm đồ lót dành cho nam nó có xu hướng là mặc cao hơn những cái quần ở ngoài, đặc biệt là với chiếc quần jean để có thể khoe ra cái tên thương hiệu CK hay là Giorgio Armani, thì đó từng là một cái trend mà mình thấy rất rất nhiều. Mình thì không phù hợp với kiểu đấy lắm, tại vì một phần là bụng béo, mặc kiểu đấy thì trông nó hơi buồn cười, phải là những anh sáu múi thì mới ok. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái thiên hướng ở đây đều là những cái style khá là kiểu trẻ trung và toát lên được cái thiết kế cũng nhìn cũng khá đặc biệt ở đây. Đó, nếu mà trai không thì nhìn nhiều khi nó hơi kiểu đơn điệu quá, nhưng mà đó, khéo léo cho vào một cái tấm vải đấy, vải cao su ở đây đó, các bạn nhìn đó. Và chai nước hoa này thì nó được ra mắt vào năm 2022. Trước nó thì nó có một phiên bản EDT. Phiên bản đó thì mình chưa được thử, nhưng mà qua những cái bình luận cũng như là những cái bài video review của những YouTuber nước ngoài thì mình đánh giá rằng đây sẽ là một cái phiên bản gửi các bạn dày dặn hơn. Phiên bản kia thì nhiều citrus hơn. Ở đây thì chúng ta thấy là những cái nốt hương nó cũng có sự khác biệt. Và với mình thì mình nghĩ rằng là nếu như mà những chai nước hoa rẻ tiền mà làm citrus nhiều ấy, thì thường nó bị lên một cái vai nó làm kiểu đống các chất làm sạch mà có mùi cam chanh. Đấy là một cái điều mình không thích ở những chai nước hoa giá rẻ tông mùi citrus. Hiếm có chai nào có thể làm mình gọi là gật đầu cho qua, có thể chấp nhận xịt được. Thì đây là một trong những cái mùi như vậy.
cụ thể về mùi hương của em nó. Thì cái mùi hương này các bạn có thể tự tin wear thật là nhiều. Các bạn có thể xịt như mình như thế này nhá. Mới mở đầu thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi của một quả cam. Nhưng mà cái quả cam ở đây thực sự là nó không mang tới một cái quả cam kiểu tươi, kiểu juicy, mọng nước đâu. Mà cái quả cam ở đây thì mình ngoài cái việc cái mùi thơm của cam ra thì mình nhận thấy rằng là nó còn tạo nên một cái xu hướng mùi kiểu nó như kiểu cái chất tạo mùi ngọt vậy. Đó, nó không hề dễ chịu nếu như các bạn đã ngửi qua những cái chai nít hay những cái chai ở cái phân khúc đắt tiền hơn, hoặc là những cái chai mà gọi là tốt về những nốt hương cam chanh ấy, thì cái mùi hương này nó thật là cảm nhận ban đầu của mình nó khá là rẻ tiền, nó khá là cheap ấy. Ngửi kiểu xịt ra một cái mà mình feedback lại ngay với bên bờ lang bãi ấy, em thấy mùi này nó cứ rẻ rẻ tiền thế nào ấy. Nhưng cái điều hay ho ở nó đó là khi mà lên trên da thì các bạn đã nhận thấy một cái nét xanh xanh, nó làm cho cái mùi hương ở đây có cái độ căng mọng da, nó cố gắng có thể khỏa lấp đi cái sự synthetic của cái nốt hương cam này đến từ trà. Và phải khoảng tầm 15 phút sau mọi thứ nó mới yên ắng, nó mới bình yên được. Thì lúc này mình nhận thấy một cái vai mùi, thứ nhất đó là một cái vai mùi rất là sạch. Cái thứ hai nó là một cái tông mùi kiểu cảm giác kiểu tông mùi blue, kiểu nước ấy. Nó làm cho mình có cảm giác là như kiểu da mình vừa mới tắm xong, căng và có độ ẩm. Kết hợp cùng với đó, nó là một cái loại sữa tắm có mùi cam ngọt nhẹ ở trên da. Và cái mùi hương này nó cũng có điều khá đặc biệt ở trên da mình. Đó chính là khi mà ở trên da ấy, nếu như các bạn ngửi sát vào thì mùi hương nó khá là bình thường. Nhưng mà để nó tỏa tự nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái nét ngọt béo béo, ngửi khá là hấp dẫn và cuốn mũi. Cái nét ngọt này ấy, nó làm mình liên tưởng tới Misumi Way khi mà dry down, nhưng nó sẽ sáng và nó trẻ trung hơn. Và cái nét ngọt này thì nó làm mình nghĩ tới những cái loại sữa chua yogurt, cái nét kiểu béo béo từ sữa chua này và một cái mùi ngọt của cam, ngửi khá là dễ chịu. Và cái mùi hương này nó còn tỏa khá là tốt ở trên da. Và cái mình có thể phân tích luôn với các bạn là ở trên da và khi nó tỏa ra ấy, thì nó ngửi khá là khác nhau. Nếu như các bạn đưa vào ngửi, các bạn thấy là khá bình thường. Nhưng mà thỉnh thoảng các bạn cứ đi ở trời nóng, các bạn ngửi thấy nó, các bạn thấy là nó khá là hay. Đây là một cái điều mà mình khá là bất ngờ. Tại vì sau 3 hôm mình xịt thì mình gần như rằng sẽ định gạt em này qua một bên, như một số chai nước hoa có ở đây. Đó là mình sẽ để nó sang góc và quên nó đi. Nhưng mà đây là mùi mà gần như là mình gặp bạn bè mình hay là kể cả mẹ mình thì bảo ớ mùi dễ chịu, ớ mùi được đấy. Ơ mình kiểu really? Thật á? Mùi này được á? Thế là bảo ớ mùi dễ chịu mà, ta thấy ngửi kiểu trẻ trung hết, thơm sạch sẽ. Thế là mình kiểu đã phải cố gắng gạt bỏ hết những cái gì về cái xịt cây mang lại mình ngày xưa để có thể đánh giá em đó một cách khách quan nhất. Và nói thật là trên góc độ một người dùng thì có lẽ như thế này là đủ. Và cái phong cách của em nó thì nó làm mình liên tưởng tới một anh chàng Việt Kiều, trẻ trung, năng động, vừa đi du học xong rồi đến ngày nghỉ lễ hay nghỉ hè được về nhà. Và những cái anh chàng Việt Kiều mà nếu như bạn nào ở những cái thế hệ kiểu 9X và 8X ấy, thì họ về họ có một cái mùi nước hoa rất đặc trưng. Thì CK Everyone phiên bản EDP sẽ mang lại cái cảm giác như vậy. Đúng một cái mùi kiểu sạch sẽ, thơm tho và kiểu khá là tây. Thì đây là một trong những mùi hương như thế. Đặc biệt rằng các bạn cần lưu ý đó là khi mà nó tỏa ra thì nó khá là hay ho, y hệt cái mùi yogurt hoặc là mùi trà thạch đào ở Highland vậy. Nhẹ nhàng kiểu lúc tan đá ra, cái vị ngọt nó rất hấp dẫn và cuốn mũi. Và nếu như bạn thích Misumi Way, mình đảm bảo các bạn rằng các bạn sẽ thích CK Everyone phiên bản EDP. Vậy thì hiệu năng của em nó ra sao? Thì trên da mình CK Everyone nó lưu được khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Trung bình là khoảng tầm 7 tiếng ở trên da mình vào những ngày trời nó nóng nóng. Đó, tầm 30 độ là cái tầm 7 tiếng là rất ok. Nhưng cái độ tỏa hương của nó khá là tốt ở trên da. Độ tỏa của nó thì các bạn chỉ cần đi nhanh thôi, các bạn không cần phải vung lên làm gì cả là các bạn hoàn toàn có thể nhận thấy mùi hương nó tỏa. Đây là một cái điều mình khá là bất ngờ ở cái phiên bản EDP của CK Everyone.
Và nếu như mà hỏi mình rằng là cái độ quả con này nó so với Missouni Way như nào thì nó quả tốt hơn Missouni Way rất nhiều. Còn cái độ lưu hương thì khá là hên xui, nhưng mà cá nhân mình đánh giá là độ lưu hương của CK Everyone thì nó có xu hướng là bám kém hơn so với Missouni Way đó, nhưng mà nó sẽ tỏa hiện diện rõ hơn, nên các bạn thấy là nó bù trừ với nhau và cảm giác là nó đủ. Và về phong cách của em nó thì với mình, các bạn học sinh cấp 3 hoàn toàn có thể mua được chai nước hoa này. Mình nghĩ là nó không đắt đâu, các bạn có thể hoàn toàn mua được loanh quanh các tầm giá của Missouni Way thôi. Và cái điều nữa là mùi rất là trẻ trung và năng động. Các bạn có thể xịt đi học, đi chơi, đi làm thêm, rồi đi chơi buổi tối cũng được. Chỉ đơn giản là một cái mùi trẻ trung, sạch sẽ và khá là dễ chịu. Nó không phải là một cái mùi quá hấp dẫn, kiểu nồng nàn thu hút, mà đơn giản là bạn đang mặc những cái bộ quần áo vừa mới được giặt sạch, phơi đủ nắng, tóc tai vuốt nhẹ một tí, trông rất là trẻ trung năng động. Cơ bản là như vậy. Thì đây là một trong những chai nước hoa mà các bạn nên thử qua. Và đặc biệt rằng đây còn là một chai nước hoa đến từ một thương hiệu cũng khá là ok. Các bạn cũng có thể học sinh sinh viên mua để các bạn bày cũng thế này cũng được mà, không đến nỗi. Những sản phẩm của nhà CK thì chúng ta thường nhìn cái đánh giá nó thấp. Nhưng mà thực ra thì những đa phần những cái sản phẩm làm thơm của CK họ làm rất là cơ bản. Nó rất là có tính ứng dụng thực tế, nghĩa là xài đơn giản thôi thì các bạn hoàn toàn có thể mua. Và với người chơi thì nó thật là khuyên các bạn là đây không có gì là thú vị cả. Đấy, nói thẳng với nhau như vậy. Nếu như chỉ cần 1 đến 2 chai nước hoa sử dụng mùa hè thì đây là một lựa chọn khá ok, mới ra mắt vào năm 2022 luôn. Đó, rõ ràng quan điểm với nhau là như thế. Và chắc chắn rồi, năm nay thì em nó sẽ có ở trong list nước hoa mùa hè giá rẻ, cũng là một mùi hương mình đánh giá cao. Còn cái list đấy thì chắc phải tầm tháng 4 thì mình mới bắt đầu lên. Thời điểm này Hà Nội thì mình đang muốn làm thêm những cái chuyên mục khác, cũng như là những cái video đi phỏng vấn hơn. Và nếu như bạn đã sử dụng qua CK Everyone phiên bản EDP thì rất là mong các bạn có thể bình luận cảm nhận của các bạn ở bên dưới để cho mọi người cùng biết thêm. Và đừng quên việc like, share, nhấn ấn nút theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.